ra như này rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt hết nước ra, bắt củ khoai, cái khoai mì xay này nè, bắt cho nó hết nước ra. Mình sẽ lấy cái phần xác khoai mì ha các bạn. Cái phần thịt khoai mì này nè, mình sẽ lấy cái phần thịt này để mình làm bánh khoai mì nướng. Mình sử dụng cái đồ nược này nè, mình vắt rồi nước bao nhiêu là nó chảy xuống phía dưới cái tô này nè. Còn phần cái thì nó sẽ giữ lại ở phía trên cái đồ lược. Các bạn mà có túi vải á, có túi vải mình vắt nó dễ hơn. Còn mình thì không có túi vải nên mình vắt tay. Sau khi mình vắt nước khoai mì ra khỏi phần thịt khoai mì rồi nè các bạn, đây là nước khoai mì mình vừa vắt. Nước khoai mì này mình sẽ để cho nó nắng xuống, rồi chút nữa mình sẽ gạn lấy phần bột ở bên dưới, còn phần nước trong ở bên trên thì mình sẽ bỏ đi. Còn bây giờ là cái phần xác khoai mì, hay là người ta còn gọi là phần thịt khoai mì á các bạn, mình sẽ cho vào phần thịt này một ít muối. Mình cho vào một ít muối để khi mà mình nướng nó, khoai mì của mình nó sẽ đậm đà. Nãy mình cân khoai mì này lên nè, cái phần thịt khoai mì này là 1 kg ha các bạn. Mình cho vào một ít muối, tiếp theo là đường. Đường thì mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh đường. Và bây giờ mình sẽ trộn lên cho cái phần thịt khoai mì này nó thấm muối và đường. Mình bóp nhẹ nè các bạn, mình bóp nhẹ đồng thời tay mình trộn lên. Bây giờ mình sẽ ướp ở đây trong vòng 15 phút để cho khoai mì nó thấm đường và muối. Trong thời gian chờ đợi mà khoai mì ướp á, thì mình sẽ đi làm sắt củ dền ra và xay ra để lấy nước củ dền ha các bạn. Nước của khoai này nãy mình vắt ra, nó đã nắng xuống như vậy, bây giờ mình sẽ gạn. Gạn nước này để mình lấy cái phần bột ở phía dưới. Phần bột khoai nè các bạn, bột khoai ở phía dưới nè, nó nắng xuống như vậy. Cái phần bột khoai này mình sẽ cho vào cái phần xác khoai này ha các bạn. Còn cái phần nước này mình sẽ bỏ đi. Sau khi mà mình cho phần bột khoai nó nắng ở dưới nước nè, cho vào đây thì mình trộn nó lên cho nó đều. Trộn nó lên cho nó đều với lại xác khoai, hay còn gọi là cái phần thịt khoai á. Sau khi trộn lên rồi ha các bạn, mình sẽ chia cái chỗ khoai này ra làm 2 phần.
một phần này nè, mình sẽ không, mình sẽ để nó màu vàng tự nhiên của khoai hen các bạn, để mình hấp, để mình nướng. Còn cái phần phần nửa này nè, mình sẽ cho nước củ dền nè, củ dền nè các bạn, mình đã vắt lấy nước như thế này rồi, mình rưới hết vào đây và mình trộn lên. Mình bóp nhẹ cho cái màu củ dền á nó thấm đều vào với cái thịt khoai mì. Sau khi mình trộn cái phần thịt khoai mì với lại củ dền nè, màu của khoai mì của mình nó như thế này nè, rất là đẹp luôn các bạn. Các bạn mà thích màu xanh á, thì mình có thể là dùng rau bồ ngót á, mình giã ra hay mình xay ra để mình vắt lấy nước thì mình sẽ có màu xanh. Hôm nay mình chỉ làm hai loại màu này thôi ha các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị cái mâm nướng đó các bạn. Mình cho vào mâm nướng này một ít dầu. Sau khi cho dầu vào rồi đó thì mình chán cái mâm này cho nó dầu cho nó đều ra. Mình thoa, mình quét lên cái mâm này nè, cả những các cạnh bên trên này nè. Quét cả bên trên này luôn, quét cho dầu nó dính được toàn bộ cái mâm nướng này nè. Để chút xíu đó mình nướng á, khoai nó không có bị dính. Và nó còn có vị béo nữa đó các bạn. Khoai của mình nó sẽ ngon hơn. Sau khi mà mình quét dầu lên cái mâm mâm nướng xong rồi đó, mình cho khoai mì vào. Mình cho hết cái phần khoai mì màu vàng này vào. Và mình cho một nửa thôi nha các bạn, một nửa một bên thôi. Mình ép cho nó chặt xuống. Tiếp theo là cái phần khoai mì củ dền nè, màu củ dền nè. Mình cũng cho vào một nửa. Sau khi mình cho phần khoai mì màu vàng đó, khoai mì nguyên chất đó, vào một bên này. Khoai mì mà mình trộn với nước củ dền nè, màu củ dền nè, mình sẽ cho vào một phần nửa bên đây. Và mình cũng ép xuống cho cái khoai mì của mình nó chặt xuống ha. Mình đã cho khoai mì vào mâm nướng xong rồi các bạn. Có hai màu nè, nhìn rất đẹp. Giờ mình sẽ thoa một ít dầu ăn lên cái phần lớp trên của cái khoai mì này, cái mâm khoai mì này ha các bạn. Mình thoa một ít dầu ăn lên để khi mà mình nướng đó, khoai mì nó không có bị khô, nó vẫn giòn nhưng mà nó không có cứng. Rồi, như vậy là được rồi. Bây giờ bắt đầu mình đem đi nướng ha các bạn. Bây giờ cái mâm khoai mì của mình nè, được cho vào cái nồi nướng nè các bạn. Và nắp mình sẽ đậy lên. Sau đó mình sẽ ghim điện. Mình nướng khoai ở cái nhiệt độ là 125 độ và mình nướng trong thời gian là 5 phút nha các bạn. Mình đã bắt đầu nướng rồi đó các bạn. Sau khi mình nướng 5 phút thì khoai mì của mình nó như thế này nè các bạn. Bây giờ tiếp tục mình sẽ nướng thêm 5 phút nữa ha. Mình nướng từ từ thôi. Mình nướng mà mình hẹn giờ nhiều quá thì có thể là khoai lang của mình nó sẽ cháy đen.
mình sẽ nướng thêm 5 phút nữa. Sau 20 phút nướng nè, khoai mì của mình nó chín từ từ và nó vàng dưới này nè. Bạn nào mà mình thích cái khoai mì của mình á, nó vàng hơn á, thì mình có thể là nướng lâu hơn nữa. Nhưng mà mình không thích khoai mì của mình vàng lắm, nó chín hơi vàng dưới này là được. Nhìn khoai mì rất là ngon, mình lấy ra dưới này là nó thơm này nè các bạn. Sau khi mà nướng khoai mì đó, nướng xong khoai mì mình có thể là rắc thêm dừa mà mình nạo ấy, dừa non đó, mình nạo ra mình rắc lên, và có thể rắc lên thêm ít mè hoặc là đậu phộng nè các bạn. Đậu phộng là mình giã giặt ra rồi mình rắc lên. Sau khi mình rắc đậu phộng lên nè, mình đã có một đĩa khoai mì nướng rất là hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ cắt ăn thử nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gắp ăn thử. Mình có thể khoai mì này mình có thể cắt sợi, cắt nhỏ. Miếng khoai mì rất là ngon. Miếng khoai mì chín mềm ngọt và mùi của đậu phộng, ngọt của khoai mì, ngon lắm các bạn. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.